Xin chào các bạn. Đây là những hình ảnh không xa lạ gì với các bạn thường xem kênh của mình. Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2024. Mình trở lại đây để quay cho các bạn xem hình ảnh vài vị trí của phía Tây cao tốc Bến Lức Long Thành. Trong đó có gói thầu A22 và A4 đã tái thi công lại vào đầu tháng 5 vừa rồi. Trước tiên, mời các bạn xem hình ảnh cây cầu Bình Khánh thuộc gói thầu G1 đang có tiến độ thi công khẩn trương kể từ ngày tái khởi công lại vào tháng 10 năm 2023. Như vậy là đã được khoảng 8 tháng. Mình xin cập nhật lại một vài thông tin để các bạn xem dễ hiểu. Đầu tiên là cây cầu Phước Khánh. Vào đầu tháng 3 vừa qua, VEC đã mời thầu gói thầu G3 là cây cầu Phước Khánh. Cho đến nay vẫn chưa tìm ra nhà thầu. Trong điều khoản từ nhà thầu trước thì nhà thầu sau là phải của Nhật Bản. Có lẽ đây là lý do không tìm được nhà thầu mới. Hiện VOC đang xin nới rộng điều khoản cho nhà thầu chính là Việt Nam hoặc Liên Danh để gói thầu sớm tái khởi công lại. Cầu Bình Khánh được khởi công vào tháng 8 năm 2015 đến năm 2019 thì ngừng thi công. Đây cũng là năm dự kiến đưa vào sử dụng toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Cầu có chiều dài là 2.760m, chiều ngang là 21,75m. Có độ tĩnh không cao 55m, hai trụ chính cao 155m, nhịp chính giữa cực dài 375m. Hai nhịp, hai bên mỗi nhịp hơn 187m. Cầu được thiết kế theo kiểu dây văng hai mặt phẳng. Chi phí ước tính khoảng 2.800 tỷ đồng. Sau 5 năm ngừng thi công, thì vào tháng 10 năm 2023 vừa qua đã được tái khởi công trở lại. Thiết kế của cầu Bình Khánh là dây văng, treo trên hai trụ chính, trên mỗi trụ có 18 đốt dầm. Thi công theo phương pháp đúc hẳn cân bằng, sử dụng hai khuôn trượt để tĩnh tiến sau khi xong từng đốt dầm. Sau khi tái khởi động lại, nhà thầu dự kiến trong 18 ngày sẽ xong một đốt dầm và thi công trong vòng 11 tháng. Nhưng tiến độ công việc không nằm trong sự kiểm soát của nhà thầu thi công, đốt dầm đầu tiên không phải là 18 ngày mà hơn thế rất nhiều. Cho đến nay đã được 8 tháng rồi mà mỗi trụ mới được 3 cặp dây văng, có nghĩa là mỗi trụ được 6 đốt dầm. Mỗi đốt dầm có 1 cặp dây văng. Mời các bạn cùng di chuyển từ hướng phía Nhà Bè sang bên phía Cần Giờ. Đây là trụ bên phía Cần Giờ đấy các bạn. Các bạn cũng có thể thấy là dầm hộp hai bên theo kiểu hình thang có đáy lớn nằm ở phía dưới nên độ khó nó càng tăng. Đây là một trong những cái lần mình trở lại quay cho các bạn xem cây cầu Bình Khánh. Mình thấy có số lượng nhân lực thi công nhiều nhất so với những lần trước. We'll be right back.
nhiều bạn xem cái kênh của mình khi thấy hai cái trụ chính của cái cầu này thì nói là sao mình thấy hai cái trụ này nhỏ vậy. Thì bản thân mình thì cũng thấy nó cũng khá là nhỏ so với lại tầm vóc của cái cây cầu này, nhưng đây là thiết kế của bên nhà thầu Nhật Bản. Ở góc quay này thì các bạn cũng có thể thấy rõ là mỗi bên nó có 6 cái dây văng, tức là được 3 nhịp đấy các bạn. Không dễ gì quay những cái hình ảnh ở cái góc quay này các bạn. Ra phía bờ sông phải nói là gió lúc nào cũng rất là nhiều, mặc dù mình tranh thủ căn vào cái khung giờ được cho là ít gió. Đây là trụ bên phía nhà bè đây các bạn. Hình ảnh các anh em công nhân kỹ sư đang trực tiếp thi công trên cái trụ này. Trụ bên này cũng giống như là trụ bên phía cần giờ nha các bạn, cũng một bên có 3 đốt dầm, tức là 6 dây văng. Trụ bên này thì mình thấy hình như là được tập trung nhiều nhân lực hơn là trụ bên phía cần giờ các bạn. Trụ chính cao 155 m. Bên có 6 cái dây văng. Trên phía đường dẫn của cây cầu này thì anh em công nhân kỹ sư đang thi công cái phần lan can hai bên cầu. Đây là hướng di chuyển về phía đường Nguyễn Hữu Thọ. Bây giờ xin mời các bạn xem hình ảnh nút giao giữa cao tốc Bến Lức Long Thành với lại đường Nguyễn Hữu Thọ.
đường Nguyễn Hữu Thọ ở phía dưới và đường dẫn của cây cầu Bình Khánh nằm ở phía trên. Phía xa kia là sông Xoài Rạp đấy các bạn. Các bạn đang xem hình ảnh từ trên cao nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành trên đường Nguyễn Hữu Thọ phía Nhà Bè. Ở video này thì mình gói gọn trong cái gói thầu G1 nha các bạn. Thì đây là cái nút giao của đường cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Nguyễn Hữu Thọ đang trong quá trình thi công, cũng vẫn thuộc cái gói thầu G1 này đây các bạn. Trong video sau mình sẽ tiếp tục quay những cái hình ảnh của cao tốc Bến Lức Long Thành từ bên phía cây cầu Bình Khánh để trở về phía đầu tuyến của cao tốc Bến Lức Long Thành là nơi giao với lại đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bây giờ mình xin được dừng video ở đây. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Hy vọng là mình sẽ gặp được các bạn ở video sau.